hàng về anh em ơi. Cặp này thì mình có dự kiến là mình sẽ làm cho nó chạy luôn nha, làm cho nó quay luôn. Tại vì mình đang hoàn thiện một bộ nguồn thủy lực để làm đồ test nha. Đã mua về rồi. Đó, bộ này mình sẽ làm cho nó quay luôn để cho anh em coi nha. Đó. Và mình đang tiến hành mua một chiếc xe xe nâng 500 kg để có thể nâng lên xe ba gác các kiểu nha. Đó. Cái này là mình có thể làm chân chạy được nha. Mặc dù nó không phải là chân chạy, nó là cái này là đá mài nha, nó mài đá nha. Nhưng mà cơ bản thì con này thì nó đi rất là ok nha, nó bám đường rất là ngon. Các bạn chạy nền xi măng các kiểu bám rất là tốt ha. Đó. Tùy các bạn có thể dùng mài đá hoặc là làm chân chạy cũng được, cái nào cũng được ha. À, bệ thép. Thủy lực là hai con Parker của Mỹ nha. Chỉ riêng hai con thủy lực này không, giá hiện tại thị trường một con này tầm cỡ 3 triệu mấy nha các bạn. Parker của Mỹ. Hàng này gần như là còn nguyên zin nha. À, các bạn thấy gần chưa có mòn, gần như là nhọn quắc luôn. Chưa dấu hiệu mòn. Cái này là đơn hàng theo yêu cầu nha. Mình yêu cầu họ rã cho nên chi phí nó hơi cao. Hiện tại cặp này mình bán các bạn là 9 triệu. À, 9 triệu. Khách nào ở gần Hồ Chí Minh hay gì đó nâng xe, mình nâng lên xe ba gác thì tính các bạn bao ship nha. 9 triệu. Hàng này, chiếc này của Mỹ. Hai cái bơm, hai cái. Này là hai cái motor thủy lực chứ, Parker của Mỹ. Cái này bữa mà có một cái lẻ nó nằm ở một vị trí khác nha, mình đã tháo rồi mà bán rồi. À, còn hiện tại thì cặp này thì không có tháo rời. Đây. À, bắt qua đây. Bộ này mình vệ sinh lại là cực đẹp. Còn đây là 2 tấn motor 2 tấn motor. Cái lô này thì mình vừa bán lẻ nha, nhưng mà cơ bản thì mục tiêu là phải bán lẻ. Mục tiêu là mình lên tời ha, ráp tời bán. Và lô này hàng rất là chất, các bạn nhìn. Hàng gần như là mới 100%. Cái này là hàng mới các bạn, nhưng mà để lâu nó bị rỉ nha. Hàng này gần 100% mới. Và lô này thì hàng rất là ok. Giá vẫn như cũ nha, đó, cho khách nào mua. Mới đẹp nha, mới đẹp. Cái lô này về thì là 1 triệu mốt nha, mình không có tăng nhiều. Mới đẹp, còn cái lô trước á, thì nó không bằng, thì là 1 triệu. Còn mà thật là xấu á, nhưng mà bên trong rất là êm, thì là 900. Vẫn giữ giá cũ bán cho các bạn nha. Con này chế tời tải 500 kg thoải mái luôn. Nhưng mà các bạn đợi mình chế nha. Đợi mình chế một cái mẫu nha, chế cái mẫu sau đó bán cho nó dễ. 2 tấn.